Xin chào các bạn, hôm nay Anna muốn trao đổi với các bạn 6 cái bước để giúp chúng ta có thể xây dựng được một cái danh sách tiềm năng không giới hạn. Đây là một trong những cái việc rất là quan trọng ở trong lĩnh vực của chúng ta. Bất kể ai khi mà ban đầu mà mình bước vào cái lĩnh vực này, lĩnh vực MLM này mà mình kinh doanh á, mình đều có một cái độ căng thẳng nhất định. Chủ yếu chúng ta căng thẳng vì chúng ta cảm thấy chúng ta không biết ai, chúng ta cảm thấy chúng ta không có biết giới thiệu với ai, rồi mình lại sợ là có khi là phải nhiều người quen cơ thì mới thành công được, chứ còn lèo tèo vài người thì không thể nào thành công được, đúng không ạ? Có thể là chúng ta đã có kinh nghiệm ở trên một cái lĩnh vực khác, nhưng mà mỗi một ngọn núi thì có một cái cách leo núi riêng, và cái ngọn núi này cái ngọn núi MLM này thì cái cách leo núi của nó không như thế. Cái danh sách đầu tiên á, cái danh sách người quen đầu tiên của chúng ta nó là một cái vốn, thế nhưng mà nó không phải là cái thứ mà quyết định cho cái sự thành công. Cái vốn này nó sẽ có cái vai trò quan trọng để mà giúp chúng ta gây dựng được cái sự kết nối và biết cái kỹ thuật của việc tạo ra những cái mối quan hệ. Và rồi từ cái việc đó mà nó sẽ mở ra cho chúng ta cả một cái hành trình, cả một cái chặng đường mà rất nhiều người sẽ tiếp tục bước vào cái danh sách người quen của chúng ta. Và bạn có thể hỏi lại những cái người leader ở trong công ty của bạn, ở trong tập đoàn của bạn, bạn sẽ thấy rằng là hầu hết họ sẽ trả lời là hầu hết tất cả những người mà đồng hành với họ, làm với họ đều là những người mà họ gặp gỡ sau cái thời điểm mà họ bắt đầu làm MLM. Và cái thời điểm đầu tiên khi mà tôi làm trong lĩnh vực này là năm 2009. Lúc đấy tôi mới có 22 tuổi thôi các bạn. Và khi mà ở cái độ tuổi như vậy á thì mình tham gia được có 3 tháng là tôi bỏ. Được có 3 tháng là tôi bỏ. Đương nhiên có rất nhiều lý do, nhưng mà một trong những cái lý do vô cùng đáng tiếc ấy, đó là lúc đấy cái nhận thức của mình đã còn sai về cái cách triển khai trong lĩnh vực này. Và 11 năm sau tôi bắt đầu tôi mới làm lại. Và khi mà tôi làm lại thì bây giờ thì khác hoàn toàn. Và khi mà làm lại như vậy thì bản thân tôi có được một cái nhận thức đúng để mà có thể bắt đầu kinh doanh hiệu quả ở trong lĩnh vực MLM. Vì thế cho nên là mình lại ở lại, mình làm, mình yêu thích nó và mình có những cái sự thăng tiến ở trong cái nấc thang hành trình sự nghiệp. Thế thì đâu là cái điểm mấu chốt? Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến 6 cái bước mà để giúp chúng ta luôn luôn có một cái danh sách tiềm năng đầy ắp. Không bao giờ bạn cảm thấy bị thiếu, không bao giờ bạn cảm thấy mà bạn không biết nói chuyện với ai, là cái chuyện đấy sẽ không bao giờ còn nữa. Rồi, cái đầu tiên là các bạn cần phải viết ra một cái danh sách người quen hiện tại của bạn. Đây là một cái vốn ban đầu của bạn. Nhưng không phải là cái này là cái quyết định sự thành công, nhưng bạn cần phải viết ra. Đây không phải là viết theo kiểu là có 20 người cụ thể, có 40 người cụ thể, những người bạn cảm thấy tiềm năng đâu nhá. Mà bạn viết ra tất cả những người bạn đã gặp, từng người một bạn đã gặp ở trong cái hành trình cuộc sống của bạn á. Từ bạn tiểu học, bạn cấp 2, bạn cấp 3, bạn đại học, đến tất cả những người mà bạn gặp ở trong mối quan hệ, rồi hàng xóm, đầy đủ. Ngay cả bạn ra công viên, bạn gặp một ai đó thì bạn cũng có thể viết vào trong cái danh sách người quen đó. Và viết theo cái tâm thế làm như thế này đi. Nếu giả sử bây giờ có ai đó trả cho bạn 50.000 để bạn ghi số một cái tên thì bạn có ghi không? Rõ ràng là rất nhiều người trong chúng ta sẽ đồng ý, sẽ gật đầu là ghi, đúng không? Tôi cũng ghi. Thế thì bạn phải nhớ là trong lĩnh vực của chúng ta, nếu mà ghi một số một cái tên ở trong danh sách người quen thì sẽ có ai đó trả cho bạn khoảng 10 triệu trong một cái tên đó. Hoặc là khi bạn ghi số một cái tên trong danh sách người quen thì lúc này á, thì nếu bạn chọn họ để mà chia sẻ, nếu mà họ mà làm một cái tên ghi xuống thì cuộc đời của họ sẽ thay đổi, cuộc đời của gia đình họ sẽ thay đổi và họ sẽ có cuộc sống tự do. Và hãy dùng cái tâm thế đấy để mà ghi xuống những cái tên. Cái số 2, bạn phải luôn luôn mở rộng cái danh sách người quen của mình một cách đều đặn. Có nghĩa là mỗi một ngày bạn cứ phải viết thêm 2 người vào danh sách người quen. Ít nhất mỗi ngày viết thêm 2 người vào danh sách người quen. Thế thì mình hình dung nhá, cái việc mà mình có một cái danh sách người quen rồi thì thông thường cái danh sách này nó sẽ có khoảng 200 người đầu tiên. Thế thì 200 người đầu tiên đấy thì nó bạn dùng sẽ hết, đúng không? Thế thì tại sao lại phải viết thêm nhỉ? Mọi người sẽ nghĩ rằng viết thêm đi để còn có cái để mà dùng. Thế nhưng mà mấu chốt nó có nằm ở đấy không? Mấu chốt nó nằm ở một cái phần rất là quan trọng, đó là cái danh sách người quen hóa ra nó là cái cách mà chúng ta đưa thêm người vào cái danh sách này. Hóa ra nó chính là cái mấu chốt để mà thành công. Đó là tạo cho chúng ta một cái thói quen mà chúng ta biết cách kết nối và chúng ta biết cách xây dựng những mối quan hệ. Bất kể một ai chúng ta gặp ngoài kia, ban đầu không thể gọi là người quen được, đúng không ạ? Mình chỉ mới biết họ, mình chỉ mới nhìn thấy họ, nhiều khi hai người có cười với nhau một cái. Nhưng mà sau đó nếu mà bạn bắt đầu kết nối với họ thì quá trình xây dựng mối quan hệ coi như là được khởi động. Và khi mà bạn khởi động được cái quá trình xây dựng mối quan hệ này thì lúc này bạn sẽ biết cách làm sao để mà hai người có thể gần gũi hơn, có thể trao đổi những cái sự việc, những cái trăn trở, những cái lo toan với nhau. Và rồi bạn sẽ hiểu thêm về họ. Và sau này khi bạn đã hiểu thêm về họ rồi thì cái việc mà bạn chia sẻ với họ những cái giải pháp để giúp giải quyết cái điều mà họ trăn trở, nó sẽ diễn ra hết sức tự nhiên. Điều số 3 đó là bạn phải thay đổi cái nhận thức của bạn. Nhận thức về cái gì ạ? Bây giờ nhá, chúng ta được lập trình rất là kỹ và chúng ta được nuôi dạy rất là kỹ. Giả dụ như là để bảo đảm cái an toàn, chúng ta không nói chuyện với người lạ này, đúng không? Đấy, rồi chúng ta tập trung vào việc của mình này. Thế nhưng mà ở trong cái lĩnh vực này này thì cái việc kết nối và xây dựng mối quan hệ lại là một phần cuộc sống của chúng ta. Thế cho nên rằng là nhiều khi mình bước vào một cái nhà hàng á, nhiều khi mình chỉ ăn thôi rồi mình đứng lên mình đi về. Mình còn thậm chí không bao giờ mình cười tươi, mình hỏi han cái người phục vụ, hoặc là mình hỏi ông chủ là ai. Đấy là cái thói quen này chúng ta không có. Hoặc là khi mà chúng ta có một cái người shipper họ giao hàng với mình cho mình á, mình rất là, mình như kiểu mình rất là cảm thấy vui với cái phục vụ, với cái dịch vụ của họ, nhưng mà mình lại cũng không kết nối với họ, mình không bắt đầu xây dựng một mối quan hệ nào với họ cả. Trong khi là những cái người mà cung cấp dịch vụ tốt cho mình rõ ràng là những cái người mà bản thân họ phải rất là yêu nghề, đúng không? Và bản thân họ đã có sẵn một cái nhận thức là tôn trọng và ưu tiên tất cả những cái yêu cầu của khách hàng. Vậy thì khi mà mình thay đổi được cái nhận thức này thì những cái tên mình viết xuống ở trong danh sách thực ra nó là bất kể một ai mà bạn sẽ gặp thêm ở trong tương lai. Và mấu chốt là bạn phải thay đổi được cái lập trình cũ ở trong đầu của mình. Và bây giờ cái lập trình mới là gì? Bạn thường xuyên phải đi kết nối và bạn thường xuyên phải xây dựng mối quan hệ. Không chỉ kết nối không, nhiều khi chúng ta có cái cụm từ là kết nối và chia sẻ. Kết nối và chia sẻ làm cho chúng ta lại hơi bị sôi thịt quá. Chúng ta lại nghĩ rằng là kết nối xong phát là mình phải chia sẻ ngay. Thế thì nó bỏ giữa một cái phần rất là quan trọng, đó là kết nối và xây dựng mối quan hệ. Đây mới chính là cái nhận thức mà bạn phải cài đặt mới vào bên trong cái tâm trí của mình. Cái điều số 4 để giúp chúng ta có một cái danh sách đối tượng tiềm năng không giới hạn, đó là bạn tránh cái việc nghĩ hộ cho danh sách. Nhiều khi chúng ta cứ sợ người ta nói không với mình, thế là chúng ta sẽ tự đánh giá là cái người này là không phù hợp này, cái người này không có tiền họ không phù hợp, cái người này họ đang bận rộn họ không phù hợp, cái người kia thì họ chưa bao giờ nghĩ về việc kinh doanh họ không phù hợp, cái người nọ thì họ đang quá thành công họ không phù hợp. Về mặt thực chất là chúng ta không thể nào chúng ta có thể đi guốc vào trong bụng người khác, và thực sự là mình cũng có thể ngưng cái trò chơi là nghĩ hộ, có nghĩa là trò chơi mà đoán tâm lý và tâm trí của người khác. Mình sẽ không thể biết được điều gì đang xảy ra ở trong tâm trí của người kia. Mình không thể biết được là một người trông thì rất là thành công, nhưng mà thực ra là đang vô cùng căng thẳng và trăn trở vì không đủ tiền học phí để nộp cho con. Mình cũng không thể biết rằng là một người đang đi làm ở một cái công việc mà nó vô cùng ổn định, nhưng mà thực ra là người ta cảm thấy rất là nhàm chán rồi, và người ta đang mong muốn tìm kiếm được một cái gì đó để mà thay đổi. Hoặc là có những người mà họ cảm thấy đã đến lúc mà họ phải thay đổi và họ phải làm cho chính họ. Và họ sẽ chuyển từ làm công mà sang họ đi tìm tòi một cái việc là khởi nghiệp kinh doanh, và biết đâu buổi tối về họ lại đang gõ ở trên Google là làm cách nào để có thể khởi nghiệp kinh doanh với một số vốn ít ỏi hoặc là không đồng. Đấy, kiểu như vậy. Thế thì thực sự chúng ta không thể biết được. Và chính vì bởi vì như thế cho nên rằng việc của chúng ta là chia sẻ với họ, và cái này nó là một trong những cái phần quan trọng. Khi mà bạn chia sẻ với họ ở trên cái góc độ là bạn muốn cho mình, như kiểu muốn giải quyết được cái gì để cho mình kiếm được người về làm với mình, thì đương nhiên bạn sẽ cảm thấy căng thẳng và bạn sẽ cảm thấy bạn phải nghĩ hộ. Thế còn bạn chia sẻ với ai đó đơn giản là để cho người ta, để giới thiệu cho người ta một cái cơ hội, giới thiệu cho người ta một cái sự lựa chọn. Và bất kể mọi người ta đều sẽ nói không với mình cho tới khi mà người ta nói có. Nó là một cái quá trình, nó là một cái hành trình của sự chuyển đổi. Và việc của chúng ta là gì ạ? Việc của chúng ta là phải kết nối với họ, đồng hành cùng họ, xây dựng mối quan hệ với họ. Và đúng thời điểm thì họ sẽ lựa chọn, đúng thời điểm khi mà họ chuyển đổi, đúng thời điểm khi mà cái khao khát ở bên trong của họ về một cuộc sống tự do nó là rất lớn, thì họ sẽ về và họ sẽ đồng hành cùng với mình. Cho nên bạn tránh nghĩ hộ cho danh sách, và hãy làm hãy làm mọi chiến lược để mà mình có thể có được một cái sự thoải mái nhất, và hãy thay đổi cái góc nhìn, thay đổi cái góc độ. Mình đang mang đến một cái cơ hội cho danh sách, mình đang mang đến một cái cơ hội để giúp người ta có thể đi đến ước mơ của người ta, chứ không phải là mình giới thiệu với người ta để nhằm đạt một cái lợi lộc gì đó cho mình. Không biết ở các công ty của các bạn thì sao, chứ ở cái tập đoàn mà Anna đang hợp tác thì chúng tôi không có được như kiểu quá nhiều hoa hồng từ một người đâu. Cho nên rằng là nếu mà ai làm thì người đấy sẽ được nhiều hơn, ai làm thì người đấy sẽ được cái nhận cái phần tức là làm nhiều hưởng nhiều. Còn cái công mình hướng dẫn thì mình có, chứ không phải là mình không có. Thế nhưng mà cái công hướng dẫn đấy thì nó nói chung là khi mà các bạn so sánh các bạn thấy rất là fair, rất là công bằng. Mình hướng dẫn thì mình sẽ được trên mỗi một người một ít, nhưng mà mình có thể cùng một lúc hướng dẫn nhiều người. Cho nên rằng là nó cũng làm cho tâm lý của mình rất là thanh thản và vui vẻ trong quá trình mà mình chia sẻ, mình làm việc. Đấy là mình đã đi xong được những cái yếu tố ban đầu. Cái yếu tố tiếp theo mà chúng ta cần phải nhớ để mà chúng ta luôn luôn có một cái danh sách mà tiềm năng, đó chính là bạn cần phải kết nối với người khác, nhưng mà kết nối dựa trên cái góc độ là chính là bản thân mình. Ví dụ nhá, bây giờ bạn thích tập thể dục thì bạn không thể nào mà bạn đi vào một cái chỗ nào đấy mà học học hành để bạn tìm người được, đúng không? Giờ bạn là ưa vận động thì bạn phải đăng ký một cái khóa học boxing nào đó, hoặc là một cái khóa học nhảy nào đó, hoặc là đến một cái trung tâm nào đó, và bạn kết nối với ở đấy bạn được là chính bạn. Ở đấy bạn có thể hành động và bạn có thể là được sống ở trong cái thế mạnh của mình, thì nó sẽ làm cho bạn vui vẻ hơn. Còn một người thì đang muốn thiện nguyện thì bạn có thể tham gia một cái tổ chức tình nguyện nào đó, đúng không? Bạn có thể đi gặp gỡ, đi kết nối và làm những việc mình yêu thích, trao những cái món quà cho những cái người mà cơ nhỡ. Quan trọng là mình phải là chính mình phải kết nối được với những người mà có những cái giá trị tương đồng với mình ạ. Hoặc ví dụ như bạn sống ở một khu vực thì chỉ đơn giản là như thế này thôi. Bây giờ ở cái khu vực bạn sống, giả dụ như là mình đi ra bên ngoài, mình chả giờ mình chơi với ai, hàng xóm của mình chả giờ mình biết, thì đơn giản là mình chỉ là mình gây dựng cái mối quan hệ ở xung quanh cái khu vực mà mình sống đã, chứ còn chưa cần phải nghĩ đến xa xôi. Không cần phải nghĩ đến việc là mình phải gò lên, phải gồng lên để mà mình tìm cách để mình tiếp cận được đúng cái đối tượng mà mình tưởng là tiềm năng, nhưng mà nó lại không có phù hợp với cái thế mạnh của mình. Thế thì nhiều khi mọi thứ nó rất là fake, mọi thứ nó sẽ rất là giả, và bạn không thể nào bạn giả vờ là bạn là một người chơi gôn giỏi để rồi bạn kết nối với những ông đánh gôn được, đúng không? Bạn không biết chơi tennis làm sao mà bạn ra sân để bạn tìm cách được, đúng không? Trừ trường hợp là gì, bạn thích chơi tennis nhưng mà bạn chưa biết chơi, thì bạn có thể chọn là học một cái khóa tennis, và ở đó thì mình kết nối với những con người ở đó, mình tham gia những cái giải đấu để rồi là mình cùng thích những người ở đó. Tức là bạn kết nối với ai thì kết nối, nhưng mà nó phải là bạn phải là được là chính mình, và nó phải phù hợp với những cái điểm mạnh của mình. Và cái cuối cùng, cái yếu tố cuối cùng đó là chúng ta phải đều đặn. Đừng bao giờ làm theo kiểu là thay vì là chúng ta mách nhau là chúng ta sẽ làm mỗi một ngày chúng ta điền thêm 2 người vào danh sách người quen. 2 người này có thể là shipper mà bạn yêu thích, có thể là bất kể ai bạn gặp trên đường, có thể là nơi người mà bạn gặp ở chỗ tình nguyện, người mà bạn gặp ở chỗ luyện tập thể dục thể thao, nghĩa là những người trong tương lai. Thì bạn lại bảo thôi, bây giờ là tôi sẽ gì nhỉ, một ngày tôi ghi hết, thế rồi 29 ngày còn lại tôi làm việc khác, thì nó không phải là cái thứ chúng ta mong muốn đâu các bạn. Cái thứ chúng ta mong muốn đó là thay đổi lại được cái thói quen kết nối và xây dựng mối quan hệ. Nhiều khi nhá, có những cái người bạn mà mình cứ tưởng là mình đã liệt kê hết những cái người bạn bè, những người mình quen biết ở trong quá khứ rồi, nhưng mà thực ra là quá lâu rồi chúng ta không có thiết lập mối quan hệ với họ, cho nên là chúng ta quên mất cái điều đó. Thế thì thi thoảng mình nghĩ đến tên họ là mình phải viết ngay. Nhiều khi đang nấu cơm bạn nghĩ ra thì bạn phải viết ngay. Và cái này là bạn chọn một cái khung giờ nào đó để bạn viết. Ví dụ như là buổi sáng ngủ dậy là mình sẽ luyện cho mình là mình sẽ nghĩ đến những người nào mà mình gặp ngày hôm qua nhở, hoặc là những cái người nào, những người bạn bè nào của mình mà tự nhiên mình quên nhở, hoặc là mà bây giờ mình chợt nhớ ra, thế còn ai mà mình chưa ghi xuống không nhở. Hoặc là buổi tối trước khi mà mình đi ngủ, hoặc như như tập đoàn chúng tôi đang hợp tác thì hệ thống đào tạo của chúng tôi là trước cái giờ Zoom, chúng tôi có một cái giờ Zoom bắt đầu từ 7:30 cho đến 10:30, nó sẽ là 2K, mỗi nhóm sẽ có một cái hoạt động khác nhau. Mà thường ở trong cái thời gian đó thì trước cái thời gian bữa tối thì tôi hay nghĩ lại về cái việc là bây giờ mình phải điền thêm người vào danh sách của mình phải điền thêm người vào danh sách của mình. Thực ra mỗi một tháng bạn cũng chỉ phục vụ được một lượng người thôi, tức là bạn có kết nối, nhưng mà cái việc bạn xây dựng mối quan hệ thì nó không phải là mình xây dựng được một lúc mà nhiều người đâu, thì nó còn có cái thời gian của mình và phân bổ với những cái công việc khác nữa. Thế nhưng mà mình phải nhớ đến cái việc này, mình phải đưa cái việc này vào, biến nó thành một phần ở trong cái hành trình của mình, một phần ở trong cuộc sống của mình, kết nối và xây dựng mối quan hệ. Chứ không phải là mình chỉ cần là mình cho em nó như một công việc là mình ghi ra xong bắt đầu những ngày khác thì mình không làm. Cho nên là cái đều đặn, cái đúng đủ đều á, nó mới là cái thứ mà mang lại cái kết quả cao, và nó mới là cái thứ mà lặp đi lặp lại để cái thói quen của mình thay đổi, để mình thiết lập lên được một cái lập trình mới, một cái nhận thức mới, để chúng ta có thể biến được cái năng lực mà kết nối và xây dựng mối quan hệ á, nó trở thành một thứ vô thức của chúng ta. Rồi sau này khi chúng ta ở bất cứ đâu, chúng ta gặp bất cứ ai thì tự động chúng ta cũng biết kết nối, và tự động chúng ta biết cách xây dựng mối quan hệ với cái người đấy như thế nào, đúng không ạ? Hãy quan tâm đến những cái điều mà người ta trăn trở, hãy sẵn sàng để phục vụ những cái người đấy theo một cái cách riêng nào đó. Đó là cái cách mà bạn có thể xây dựng mối quan hệ mà nó tốt đẹp và nó tự nhiên nhất. Và như vậy thì chúng ta đã vừa liệt kê với nhau 6 cái bước quan trọng để giúp chúng ta có thể xây dựng được một cái danh sách tiềm năng không giới hạn. Bước đầu tiên là bạn cần phải xây dựng danh sách hiện tại. Bước số 2 là bạn phải bổ sung nó thường xuyên, mỗi ngày 2 người. Bước số 3 là bạn phải thay đổi cái nhận thức của mình. Bây giờ cái nhận thức của mình là phải kết nối và xây dựng mối quan hệ, kết nối và xây dựng mối quan hệ. Bước số 4 là mình tránh nghĩ hộ cho danh sách. Bước số 5 làm gì thì làm nhưng mà phải là chính mình và phải phù hợp với thế mạnh của mình. Và bước số 6 là đều đặn và liên tục. Và Anna có một cái niềm tin chắc chắn rằng nếu chúng ta mà sử dụng 6 bước này thì bạn sẽ có một cái danh sách tiềm năng, và bạn không bao giờ bạn phải lo lắng về cái việc là người bạn sẽ tìm thấy ở đâu, bạn sẽ chia sẻ cho ai, rồi bạn sẽ phải nói với họ cái gì nữa. Và xin chúc tất cả các bạn có một hành trình sự nghiệp trong lĩnh vực MLM Network Marketing thật là rạng rỡ, và hãy từng bước để mà khẳng định bản thân và có được cuộc sống tự do của mình nhé.